Xin chào bạn. Hôm nay trong Thấm Minh Nhật chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thi công dán màng polyester cho cái khu vực mái hoặc là khu vực vệ sinh. Thì tôi sẽ làm mô hình mẫu cho các bạn xem. Thì cái sản phẩm chúng tôi sẽ làm đây là cái như các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là cái màng polyester. Cái khổ rộng của nó là 1m2 và dài là 50m. Và sau khi thi công xong cái màng polyester thì chúng tôi sẽ phủ hai lớp cái sản phẩm CK1F trộn với xi măng, một cái sản phẩm thi công chống thấm đến từ thương hiệu CK. Thì tại sao mà chúng tôi lại chọn sử dụng cái sản phẩm cái màng polyester này? Bởi vì nó có rất nhiều ưu điểm so với các cái màng bitum truyền thống. Cái ưu điểm của nó là gì? Đầu tiên là cái độ giãn dài của nó sẽ cao hơn cái màng bitum truyền thống. Thứ hai nữa là nó có hai cái bề mặt lớp sợi đây, nó sẽ liên kết được tốt hơn với cái mặt sàn bê tông và cái lớp vữa cán của mình sau này. Bây giờ tôi sẽ kéo test thử cho các bạn xem về cái độ giãn dài của nó như thế nào. Đây, tuy là tôi cắt một mảng nhỏ thôi nhưng mà cũng phải dùng lực rất là nhiều thì mới kéo đứt được cái đoạn màng này. Thì cái cấu tạo của cái lớp màng polyester này ấy, là nó sẽ bao gồm là 3 lớp. Ở giữa nó là một lớp ni lông. Ở hai bên mặt nó là một lớp sợi polyester. Và để thi công được thì các bạn cần phải chuẩn bị một số cái dụng cụ như sau. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị xi măng tinh bay này, kéo, thước mét và chổi sơn, vải thủy tinh. Và các bạn cũng cần sử dụng thêm một số cái dụng cụ phụ trợ như là xô này và những xô nước. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một cái mô hình mẫu đại diện cho cái khu vực mái và hoặc là cái khu vực vệ sinh. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy. Thì cái phần này nó sẽ đại diện cho cái phần tường bao bằng gạch này. Còn phần này nó sẽ đại diện cho phần sàn bê tông của chúng ta. Và đây là một trong những hệ thống cấp thoát của mái hoặc là vệ sinh. Thì cái cách mà chúng ta xử lý cổ ống như thế nào thì trên kênh tư vấn xây dựng chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều các cái video rồi. Thì hôm nay tôi sẽ không cái chia sẻ cái cách mà chúng ta xử lý cái cổ ống nữa, mà chúng tôi tiến hành trực tiếp là hướng dẫn cho các bạn dán cái màng polyester này và thi công cái sản phẩm CK1F này. Chúng ta có thể thi công chống thấm được, nó đạt được cái hiệu quả thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái mặt bằng thật tốt, làm sao nó sạch sẽ nhất có thể. Chúng ta sẽ cần phải loại bỏ những cái vữa thừa này, vữa yếu, những cái điểm bong chóc, nó có những cái dâu thép thì chúng ta sẽ cần phải cắt và loại bỏ đi. Và những cái khu vực mà bê tông hoặc là bức vách, cái bức bờ bao ấy mà nó có những cái điểm lỗ rỗ quá lớn thì chúng ta cũng cần phải sử dụng cái xi măng cát để chúng ta gọi là chám vá lại, tạo một cái bề mặt phẳng tương đối để chúng ta có thể thi công dán màng được. Đầu tiên tôi sẽ cần phải dọn dẹp vệ sinh cái bề mặt trước để loại bỏ hết các cái bụi bẩn ở cái khu vực sàn đi. Các bạn có thể nhìn thấy thì đây tôi đã chuẩn bị xong cái khu vực mặt bằng mà chúng tôi chuẩn bị thi công dán cái màng polyester. Thì tôi sẽ tiến hành tôi đo cái mặt bằng để chúng tôi cắt cái vật tư ra để chúng tôi tiến hành thi công. Thì một cái chiều này này, cái diện tích mẫu của tôi sẽ dán là 66cm. Và cái chiều này tôi sẽ dán là 56cm. Sau khi mà chúng ta đã xác định được cái kích thước thì chúng ta sẽ tiến hành là cắt cái màng polyester. Tôi sẽ cắt một chiều là 66cm. Một chiều này là 56cm. Đây là sau khi mà tôi đã cắt xong cái tấm màng mà chúng tôi sẽ tiến hành là dán. Bởi vì đây là làm mẫu nên là tôi sẽ dán thấp thôi. Còn đâu ở ngoài những công trường thực tế thì các bạn sẽ cần phải dán từ 15 cho đến 20 phân tùy cái cốt cán nền sau này của các bạn. Đây là tôi sẽ gập chiều này và tí tôi sẽ vút lên thành ở đây. Và cái chiều này tôi cũng sẽ gập là từ 5 đến 7 phân. Và tiếp đó là tôi sẽ kéo cái tấm màng này vào cái vị trí mà tôi sẽ tiến hành là định vị để chúng tôi sẽ tiến hành chúng tôi dán phần chân tường này, xem là nó đã đủ cái độ cao chưa. Và bên này cũng vậy. Thì sau khi các bạn trải như này rồi thì nó sẽ bị mắc cái phần cái cổ ống thoát của chúng ta như này. Cái cổ ống này là cổ ống thoát 90. Đấy.
Thì như thường chúng tôi đi thi công thực tế ở công trường ấy, thì chúng tôi sẽ lấy một cái đoạn ống thừa này và chúng tôi sẽ đặt vào cái khu vực ở đây. Đấy, để làm sao mà cắt ống làm sao cho nó có kích thước đẹp nhất. Nhưng mà vì nó ở đây chúng tôi làm mẫu nên là không có cái đoạn ống thừa nào. Thì tôi sẽ mô phỏng cái này, nó khoảng bằng cái chu vi của ống. Thì chúng tôi sẽ tiến hành là chúng tôi đặt vào đây để định vị, để cắt cái lỗ làm sao cho nó chuẩn nhất. Thì đây, như các bạn có thể nhìn thấy là tôi đã cắt tạo cái lỗ này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là định vị đặt cái màng này xuống. Thì các bạn cũng lưu ý nhá, những cái phần góc này này. Đấy, cái phần góc lõm này thì chúng ta gập cái màng này. Gập cái màng này chứ chúng ta sẽ không cắt cái khu vực góc này nhá. Thì bởi vì nếu mà chúng ta cắt thì sau này những khu vực góc này nó có cái tỷ lệ thấm ra những cái khu vực chân tường này nó rất là cao. Nên là chúng ta sẽ không nên cắt đi. Để làm sao mà khi chúng ta dán cái hồ dầu ở đây thì nó sẽ áp vào những cái mặt sàn như này. Đối với những cái khu vực mà vệ sinh hoặc sàn mái ấy, khi thi công chống thấm thì các bạn nên dặn các bác thợ xây là chừa lại cái khu vực mà chúng ta sẽ làm chống thấm cao lên khoảng 15-20cm ấy, là để nguyên cốt gạch. Thì chúng ta sẽ dán trực tiếp cái màng này vào cốt gạch luôn. Và sau đó chúng ta sẽ chát phủ bên ngoài. Sau khi mà chúng ta đã định vị được cái màng vào cái khu vực chúng ta cần dán thì chúng ta sẽ tiến hành là trộn hồ dầu xi măng. Ở đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn xi măng đây rồi. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy, sau khi mà chúng ta khuấy cái hồ dầu xi măng với nước, nó đạt được cái độ sệt như này rồi. Đấy, độ sánh sánh như này rồi thì chúng ta có thể là tiến hành thi công dán cái màng polyester được. Tôi sẽ đổ cái hồ dầu xi măng sang một cái ca nhỏ hơn để tôi có thể dễ dàng thi công được. Thì sau khi chúng ta đã trộn xong cái hồ dầu xi măng này thì chúng ta sẽ tiến hành là lật các cái khu vực màng lên. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lật nửa một thôi nhé, bởi vì cái khu vực màng chúng ta cắt và chúng ta đã định vị xuống mặt sàn rồi. Và tiếp đó là các bạn sẽ đổ cái hồ dầu xi măng này xuống cái khu vực mặt sàn. Đấy, tôi sẽ làm từ từ ít một thôi. Và chúng ta sẽ cần là trải đều cái hồ dầu xi măng ra cái khu vực mặt sàn này. Đấy, thì như các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ lật vào, nó sẽ hút cái hồ dầu xi măng vào cái lớp sợi của nó. Và chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta dùng tay chúng ta vuốt đều để làm sao mà cái màng này nó gắn chặt vào cái mặt sàn bê tông, tránh cái tình trạng là phồng rộp. Như các bạn có thể thấy là cái lớp màng này nó có một lớp ni lông ở giữa nên là nước hoàn toàn không có thể nào mà xuyên qua được cái lớp màng này các bạn nhé. Trong trường hợp cái mặt sàn bê tông của mình mà nó quá khô thì các bạn cũng nên là bão hòa nước trước nhé, để tránh cái tình trạng mà khi chúng ta mà bỏ cái hồ dầu xi măng này thì cái mặt sàn nó quá khô, nó sẽ hút cứng cái hồ dầu xi măng của chúng ta lại thì nó sẽ không đạt được cái liên kết giữa cái lớp màng và cái sàn bê tông của chúng ta. Các cái khu vực của ống này chúng ta miết đều để làm sao mà cái xi măng tinh này nó trào ra được ở các cái mép ống này. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ dán toàn bộ cái khu vực mặt sàn trước. Như bên đây cũng vậy, thì tôi sẽ lột lên và tôi sẽ đổ bổ sung thêm cái hồ dầu xi măng này vào cái khu vực này. Thì sau khi mà chúng ta đã định vị xong hết các cái mặt ở trên cái mặt sàn thì chúng ta sẽ tiến hành là hòa thêm một chút cái hồ dầu xi măng để lên chúng ta có thể dán các cái màng này vào khu vực tường. Thì sau khi đã tạo được cái hồ dầu xi măng nó đặc hơn một chút so với giải sàn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là trải đều hồ dầu vào cái khu vực màng này và chúng ta sẽ tiến hành dán lên cái phần chân tường. Thì như tôi sẽ đổ như thế này. Đấy. Khi mà thi công ấy thì các bạn có thể dùng thêm cái găng tay cao su để chúng ta có thể tiện thao tác, nó tránh cái trường hợp mà chúng ta sẽ bị bẩn nhiều hơn. Thì các bạn sẽ, sau khi mà chúng ta đã cho đầy đủ cái hồ dầu xi măng thì chúng ta sẽ vuốt chặt và dán cái lớp màng này lên cái vách này. Thì các bạn lưu ý nhé là chúng ta sẽ vuốt chặt tay và vuốt
làm sao cái màng này nó gắn chặt ở cái khu vực góc này, nó gắn chặt xuống góc, nó không bị phồng rộp các bạn nhé. Như các bạn có thể nhìn thấy đây, thì cái khu vực góc này chúng ta sẽ không cắt, mà chúng ta sẽ gập, chúng ta đính vào cái khu vực vách tường này. Thì khi mà chúng ta gập, mà nếu mà cái góc này nó quá một phần nào nó quá rườm rà ra, chúng ta sẽ cắt bỏ một tí cái phần trên này đi, để làm sao mà chúng ta thi công nó có thể dễ dàng hơn. Như các bạn thi công ở công trường ấy, thì các bạn sẽ cần phải ghép các cái tấm màng lại với nhau để có thể thi công đủ cho một cái khu vực lớn, ví dụ như mái. Thì như ở đây tôi sẽ làm một cái đoạn mẫu, nghĩa là ghép nối từ tấm này với tấm kia như thế nào, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là cái tấm dán ban đầu, thì tôi sẽ đại diện một tấm này nữa, tôi sẽ dán vào cái khu vực như này đó, để nối hai tấm lại với nhau. Thì trước tiên các bạn cũng sẽ cần phải định vị trước, làm sao mà cho hai cái tấm này nó chồng mép lên nhau khoảng 7 cho đến 10 phân. Sau khi mà các bạn đã định vị được rồi, thì các bạn sẽ lật cái tấm màng lên như này. Và các bạn sẽ cũng sử dụng cái hồ dầu xi măng này, và chúng ta sẽ đổ vào các cái khu vực mép nối này. Và chúng ta cũng sẽ gạt đều ra. Sau đó chúng ta sẽ lật cái tấm màng này xuống. Và chúng ta cũng sẽ vuốt đều như những lần trước mà chúng ta dán. Thì vuốt làm sao mà cái hồ dầu xi măng nó phải trào ra được cái mép mà chúng ta, cái mép nối mà chúng ta dán tấm trước và tấm sau như này. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy là tôi đã hoàn thành xong cái phần ghép nối giữa các cái tấm với nhau. Thì sau khi chúng ta đã hoàn thành xong như thế này rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành là đến phần là xử lý mép nối và cổ ống. Thì cái sản phẩm chúng tôi sẽ sử dụng đây là cái CK1F. Thì tôi sẽ bóc cái sản phẩm này ra để chúng ta tiến hành là trộn với xi măng. Đây là cái sản phẩm CK1F. Thì cái dung dịch của nó màu trắng. Và khi mà thi công cái số lượng lớn ấy, thì chúng ta sẽ cần phải dùng cái máy khuấy. Chúng ta sẽ khuấy đều lên. Như ở đây thì là trên... tôi sẽ dùng cái lượng ít thì tôi sẽ dùng bay. Nó gồm hai cái thành phần, nghĩa là một cái thành phần bột và một cái thành phần dạng dung dịch như này. Chúng ta sẽ cần phải trộn đều cái hỗn hợp này lên. Đây, như các bạn thấy là tôi đã hòa trộn đều cái hỗn hợp CK1F rồi. Và tôi đã chiết sang một cái âu nhỏ hơn để có thể dễ dàng cái thao tác thi công. Đây, tôi sẽ khuấy đều lên này. Và sau khi chúng ta trộn đều cái hỗn hợp CK1F rồi, chúng ta thêm cái lượng xi măng bột vào. Thì theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thì 1kg CK1F thì chúng ta sẽ bổ sung với 0,6kg xi măng. Để khi trộn với nhau thì nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sệt. Chúng ta có thể dùng chổi sơn hoặc là lu con lăn sơn, chúng ta có thể thi công lên cái bề mặt được. Thì tôi sẽ tiến hành là bỏ cái xi măng này vào cái khu hỗn hợp CK1F. Thì do chúng tôi làm mẫu nên chúng tôi sẽ căn cái lượng nó phù hợp và chúng tôi sẽ dùng bay chúng tôi khuấy. Còn các bạn khi mà chúng ta thi công thực tế tại công trường thì cái khối lượng nó sẽ nhiều hơn, thì chúng ta sẽ cần phải dùng máy khuấy để chúng ta có thể đánh đều được cái hỗn hợp này lên. Chúng ta sẽ đánh cái hỗn hợp này trong vòng khoảng, nếu mà như các bạn sử dụng máy thì các bạn có thể đánh trong vòng khoảng 2 cho đến 3 phút. Để làm sao mà khi mà chúng ta đánh xong nó đạt được cái hỗn hợp mà nó có cái sự đồng nhất, để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta thi công được. Thì sau khi mà chúng ta đã trộn đều thành một cái hỗn hợp đồng nhất như thế này, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta dán xử lý các cái mối nối ghép các tấm và các cái khu vực cổ ống mà chúng ta đã cắt ghép. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải xử lý mép nối trước. Như ở đây chúng tôi sẽ sử dụng cái chổi sơn như này. Chúng tôi sẽ quét vào các cái khu vực mép. Ở các cái khu vực mép này, chúng ta sẽ tiến hành là quét rộng khoảng 10 phân. Và các bạn cũng lưu ý là sẽ quét đậm đậm, dày lên để chúng ta tiến hành dán lưới. Tiếp đó, sau khi mà chúng ta quét xong rồi, như ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Cái này là cái bãi thủy tinh. Chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ dán vào các cái khu vực cái mép nối này.
Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ quét phủ đều nhé. Và các cái khu vực góc thì chúng ta sẽ cần phải dán kín xuống để tránh cái tình trạng là nước nó có thể xuyên qua được. Và tiếp theo, cái khu vực của ống này chúng ta sẽ cần phải xử lý như nào? Thì đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Với những cái khu vực cổ ống như này thì tôi sẽ sử dụng cái vải polyester và tôi sẽ thực hiện tiến hành là cắt tạo lỗ để có thể đưa xuống được cái phần cổ ống này xuống với cái mặt sàn. Thì các bạn lưu ý là các bạn cổ ống này là cổ ống 90 thì các bạn sẽ cắt cái lưới polyester này làm sao mà nó nhỏ hơn một chút để khi mà chúng ta đưa xuống thì cái phần lưới và cái phần cổ ống nó có cái độ khít nhất định để nó đạt được cái hiệu quả. Rồi, sau khi chúng ta đã cắt tạo lỗ xong như này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là ướm thử vào miệng lỗ như này và nó đạt được cái độ khít như này là đã đạt được cái hiệu quả. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi sẽ sử dụng cái sản phẩm CK1F này quét đều vào các cái khu vực của ống này và rộng ra làm sao mà đủ cái khổ lưới này chúng ta dán. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đặt cái vải thủy tinh này vào giữa khu vực cổ ống này. Như các bạn có thể quan sát cái cách tôi làm ở trên video đây. Chúng ta sẽ cần phải giằng căng cái lưới ra để tránh cái tình trạng là nó bị nhăn hoặc là nó bị phồng rộp các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiến hành chổi, chúng ta quét để miết làm sao mà nó ghim chặt cái vải polyester này xuống cái bề mặt. Các cái khu vực dán cái vải polyester này thì chúng ta sẽ tiến hành quét cái sản phẩm CK1F này khoảng 2 lớp. Mỗi lớp cách nhau khoảng 2 cho đến 3 giờ tùy cái điều kiện mặt bằng và cái thời tiết. Thì như tiêu đề tôi đã chia sẻ đến các bạn là chúng tôi sẽ quét toàn bộ cái sản phẩm CK1F này lên cái khu vực mà chúng tôi dán màng polyester để tạo một cái lớp chống thấm bổ sung thêm cho cái màng. Vậy là tôi đã hoàn thành quét xong cái lớp 1 trên cái màng polyester. Thì chúng ta sẽ cần phải thi công quét hai lớp cái sản phẩm CK1F này trên cái mặt sàn. Còn các cái khu vực mà dán lưới này thì chúng ta sẽ cần bổ sung vào là khoảng 3 lớp để gia cường cho các cái khu vực yếu như là cổ ống và các cái mép nối của hai tấm. Đấy, thì sau khi chúng tôi sẽ chờ khô khoảng 2-3 tiếng thì chúng tôi sẽ thực hiện thi công quét lớp 2 cái sản phẩm CK1F này vào toàn bộ cái bề mặt sàn và các cái khu vực góc cổ ống cũng như mép nối. Thì mời các bạn sau khi chờ khô thì chúng ta sẽ tiến hành thi công tiếp. Vậy là sau khi mà chúng ta thi công lớp 1 nó đã khô và chúng ta có thể đi lại vào cái khu vực chống thấm rồi mà nó không bị bong chóc thì chúng ta sẽ tiến hành là trộn cái CK1F với xi măng để chúng ta có thể tiến hành thi công cái lớp 2. Đây, và bây giờ tôi sẽ tiến hành là thi công lớp 2 toàn bộ cái bề mặt mà chúng ta sẽ xử lý chống thấm đây. Thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta sẽ quét đều tay để tránh bỏ sót các cái điểm mà tạo thành cái lỗ rỗ mà nó không đạt được cái hiệu quả của cái màng chống thấm này. Thì chúng ta sẽ cứ quét từ các cái khu vực mà chân tường trước. Thì các bạn cũng cần lưu ý nhé, đối với các cái khu vực là mép nối giữa hai tấm này và cái khu vực cổ ống mà chúng ta dán cái vải polyester thì chúng ta sẽ ưu tiên hơn là chúng ta sẽ bổ sung thêm một lớp nữa. Và những cái khu vực đó thì chúng ta sẽ bổ sung là thi công làm 3 lớp. Thì hiện tại chống thấm Minh Nhật chúng tôi đã thực hiện xong thi công dán màng polyester và thi công 2 lớp CK1F với xi măng lên cái bề mặt màng polyester. Và sau khi chúng ta thi công xong, chúng ta cần chờ khô khoảng 24 giờ để chúng ta có thể thực hiện các cái quy trình như là cán nền và ốp lát. Vậy là chống thấm Minh Nhật chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta có thể thi công cái màng polyester và phủ hai lớp CK1F cho cái khu vực mái hoặc là vệ sinh. Thì nếu các bạn có thắc mắc, các bạn có thể để bình luận dưới video hoặc là có thể liên hệ qua số hotline 0911 887 113 để được tư vấn miễn phí. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.